Các Tường xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, các Tường mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. cập nhật mới nhất tin tức bầu cử Hoa Kỳ và các bản tin thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Tòa án tối cao Hoa Kỳ trao cho Donald Trump chiến thắng cực kỳ quan trọng. FBI truy lùng đặc vụ Iran âm mưu giết cựu tổng thống Donald Trump và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo. Các cựu lãnh đạo Twitter kiện tỷ phú Musk vì không trả trợ cấp thôi việc. Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn. Tòa án tối cao Mỹ vừa chặn nỗ lực loại cựu tổng thống Donald Trump khỏi bầu cử sơ bộ của bang Colorado cũng như mọi bang khác đã hoặc đang cân nhắc hành động tương tự. Phán quyết ngày 4 tháng 3 của Tòa án tối cao Mỹ nêu rõ, chỉ cao quốc hội mới có thể trút quyền tranh cử của ông Trump theo tù chánh án thứ 14 của Hiến pháp. Phán quyết tập thể của các thẩm phán tại tòa án cấp cao nhất này là một chiến thắng rất quan trọng đối với cựu tổng thống, giúp ông giờ đây có thể tiếp tục chiến dịch tái tranh cử mà không phải đối mặt với rào cản do các tòa án hoặc quan chức bầu cử cấp bang dựng lên. Theo BBC, khi đưa ra quan điểm của mình, chiến thẩm phán của tòa án tối cao đã tránh được một số quả miền chính trị lớn nhất trong vụ kiện này. Trên thực tế, họ không nêu ý kiến về việc liệu ông Trump có tham gia vụ bạo loạn của những người biểu tình quá khích tại trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 hay không. Họ đồng thời không cho biết liệu sự cố ngày 6 tháng 1 có phải là một cuộc nổi dậy hay nổi loạn đang gây ra tranh cãi hay không. Các thẩm phán của tòa án tối cao cũng không đi sâu vào việc liệu các lãnh đạo Nhà Trắng có được miễn trừ áp dụng mục 3 trong tù chánh án thứ 14, vốn cấm mọi cá nhân giữ chức vụ trong chính quyền nếu họ dính điếu vào các cuộc nổi dậy. Ông Trump trước đó đã viện dẫn quyền miễn trừ để yêu cầu tòa án tối cao vô hiệu hóa phán quyết loại tên ông khỏi phiếu bầu cử của bang Colorado. Thay vào đó, họ chỉ tập trung vào việc cơ quan nào có thẩm quyền thực thi một ba và kết luận chỉ có quốc hội, không phải từng bang có quyền đó. Quan điểm đã tránh được kịch bản chấp phá, trong đó một ứng cử viên có thể đủ tư cách tranh cử ở một số bang, nhưng bị loại ở những bang khác. Trong bối cảnh Thượng viện bị chia rẽ nghiêm trọng và Hạ viện nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa của ông Trump, phán quyết đồng nghĩa khả năng cựu lãnh đạo Nhà Trắng bị các nhà lập pháp truất quyền tái tranh cử, theo tôi chánh án thứ 14 về cơ bản bằng không. FBI truy lùng đặc vụ Iran âm mưu giết cựu Tổng thống Donald Trump và các quan chức cùng thời Kính thưa quý vị thân mến, FBI đã phát lệnh truy nã một sĩ quan tình báo Iran vì liên quan đến kế hoạch ám sát cựu Tổng thống Donald Trump và các quan chức Mỹ trước đây để trả thù cho vụ sát hại tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Was vào năm 2020, Wasem Soleimani. Cụ thể, theo Newsweek đưa tin, văn phòng hiện trường của FBI ở Miami đã chia sẻ thông báo truy nã Majid và Farahani liên quan đến việc tuyển dụng các cá nhân cho các hoạt động khác nhau ở Mỹ, bao gồm các hoạt động giám sát tập trung vào các địa điểm tôn giáo, doanh nghiệp và các cơ sở khác ở Mỹ. Thông báo của FBI cho biết, Rahani đang làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp cho bộ tình báo và an ninh Iran, được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Tehran khi các lực lượng ủy nhiệm của Iran gây ra sự thù địch liên quan đến cuộc chiến ở Gaza bằng cách tấn công các mục tiêu của Israel và Mỹ. Mặc dù Tehran đã phủ nhận sự liên quan của mình trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, nhưng hai năm trước, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo về việc giết chết Soleimani và đe dọa rằng người Hồi giáo sẽ thực hiện cuộc trả thù tử vì đạo chống lại họ. Ngoài ra, Samram Boshafi, một thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bị truy tố vào năm 2022 vì cáo buộc âm mưu trả thù nhằm giết cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Sau tin tức về mối đe dọa mới nhất, Pompeo và Brian Huss, đặc phái viên của cựu Tổng thống Donald Trump về Iran, đã được đảm bảo an ninh 24 trên 24, Semaphore đưa tiền. Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 12 đã công bố cách lệnh trừng phạt đối với Farahani và một sĩ quan tình báo Iran khác là Mohammad Mahdi Kampour Adestani. Theo một báo cáo năm 2021 của Bộ Tư pháp về cuộc không kích ở Bata giết chết ông ta, Soleimani giám sát một số lực lượng dân quân nhắm vào quân đội Mỹ ở Iraq và có nhiều máu Mỹ hơn bất kỳ kẻ khủng bố nào kể từ Osama Bin Laden. Các cựu lãnh đạo Twitter kiện tỷ vì không trả trợ cấp thôi việc. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 3, một nhóm cựu giám đốc điều hành cấp cao của Twitter đã nộp đơn kiện lên tòa án quận Hoa Kỳ tại California, yêu cầu tỷ phú Elon Musk và công ty Corp, tên mới của Twitter, bồi thường hơn 128 triệu đô la tiền trợ cấp thôi việc. Nhóm nguyên đơn gồm cựu CEO Bajaj Orogo, cựu CFO Nesogo, cựu giám đốc pháp chế Vijaya Gapde và cựu tổng cố vấn Singh Eggers, theo đơn kiện, họ bị sa thải ngay sau khi thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk hoàn tất vào năm 2022. Lý do sa thải được ông Musk đưa ra là sơ suất nghiêm trọng và hành vi sai trái của các nguyên đơn dẫn đến việc họ không được thanh toán tiền thôi việc. Tuy nhiên, nhóm nguyên đơn bác bỏ cáo buộc này khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố trên trước khi họ bị sa thải. Đơn kiện nêu rõ, trong các lá thư sa thải, ông mới tuyên bố rằng mỗi nguyên đơn đã phạm tội sơ suất nghiêm trọng và hành vi sai trái cố Ý nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho cáo buộc này. Việc ông Mết từ chối trả cho các nguyên đơn các khoản trợ cấp của họ chỉ là một phần trong hành vi lặp đi lặp lại của ông ta trong việc từ chối trả cho các nhân viên cũ của Twitter các khoản trợ cấp và bồi thường mà họ xứng đáng được hưởng. Luật sư của nguyên đơn khẳng định rằng thân chủ của họ được hưởng một năm lương và quyền chọn cổ phiếu theo một kế hoạch trợ cấp được thiết lập từ nhiều năm trước. Tổng cộng, số tiền này ước tính hơn 57 triệu đô la cho ông Ergo, 44 triệu đô la cho ông Segal, khoảng 20 triệu đô la cho bà Gede và hơn 6 triệu đô la cho ông Edges. Theo tài liệu của tòa án, luật sư của các cựu giám đốc điều hành Twitter cáo buộc Element có ý định dẫn lại tiền lương của họ. Bằng chứng được đưa ra là những bình luận của ông Musk với nhà viết tiểu sử chính thức Walter Isaacson e. rằng ông ta sẽ săn lùng từ người một trong số các giám đốc điều hành và giám đốc của Twitter cho đến chết. Tài liệu tố cáo, những tuyên bố này không chỉ là sự phẫn nộ của một tỷ phú kiêu ngạo được bao quanh bởi những kẻ xu nịnh, không dám đối mặt với ông ta vì hậu quả pháp lý của những lựa chọn của chính mình. Musk đã khoe khoang với ông Isakson về cách ông ta lên kế hoạch lừa đảo các giám đốc điều hành Twitter để không phải trả trợ cấp cho họ nhằm tiết kiệm 200 triệu đô la. Trước đây, Musk đã cố gắng rút khỏi thỏa thuận mua lại Twitter, cáo buộc công ty này đưa ra những tuyên bố sai lầm và gây hiểu lầm về số lượng tài khoản spam và tài khoản giả mạo. Ngay sau đó, công ty đã đệ đơn kiện Musk để buộc ông thực hiện thỏa thuận. Cuối cùng, ông đã hoàn tất việc mua lại Twitter trị giá 44 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2022. Hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC ngày 27 tháng 10 năm 2023 cho biết việc musk hoàn tất thâu tóm Twitter đồng nghĩa với việc giải thể hội đồng quản trị của nền tảng truyền thông xã hội này. Các thành viên bị giải thể bao gồm Brett Taylor, Paras Orogo, Omid Kodestani, David rosset plus Martha Lenfors, Patrice Bittes, Egan Dibbons, và Mimi Aleph Đơn kiện cáo buộc ông Mert đang trả đũa các cựu giám đốc điều hành này và cố gắng thu hồi một phần chi phí của mình bằng cách liên tục từ chối thực hiện các cam kết hợp đồng đã ký kết. Đơn kiện mô tả Twitter dưới sự lãnh đạo của Musk như một kẻ chơi lì, chèn ép nhân viên, địa chủ, bên bán hàng và những người khác. Đơn kiện cũng cho biết ông Musk không thanh toán các hóa đơn của mình vì ông ta tin rằng các quy tắc không áp dụng cho ông ta và sử dụng tài sản và quyền lực của mình để lấn át bất kỳ ai không đồng ý với ông ta. Giờ, Epoch Times đã liên hệ với Esports để yêu cầu bình luận về đơn kiện sau khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, tỷ phú Elon Musk đã thực hiện một loạt thay đổi quan trọng và đưa ra nhiều kế hoạch phát triển cho công ty này. Ông Musk tập trung vào việc thúc đẩy quyền tự do ngôn luận trên nền tảng, loại bỏ các tài khoản spam và có thể ứng dụng thanh toán bằng tiền điện tử. Ngay sau khi tiếp quản Twitter, ông Musk cũng đã thay đổi tiểu sử trên tài khoản mạng xã hội của mình thành Chief Squid, chủ tịch Twitter chưa dừng lại ở đó vào ngày 31 tháng 10, الامes đã đổi tiểu sử thành Twitter Complaint Hotline Operator, người điều hành đường dây nóng khiếu nại Twitter và thay đổi ảnh đại diện Twitter của mình thành hình ông đang trả lời điện thoại khi còn nhỏ. Theo Forbes, tài sản ròng của Musk ước tính lên đến hơn 200 tỷ đô la. Tuy nhiên, vị tỷ phú người Mỹ này đang phải đối mặt với một loạt vụ kiện tụng khác nhau. Vụ kiện lần đầu tiên liên quan đến yêu cầu bồi thường thôi việc lên tới 500 triệu đô la từ các cựu quản lý và kỹ sư Twitter. Họ cáo buộc ông Musk đã sa thải họ một cách bất công sau khi tiếp quản công ty. Ngoài ra, Musk còn vướng vào nhiều vụ kiện khác do không thanh toán nghĩa vụ cho nhà thầu và các đối tác. Các vụ kiện này có thể khiến ông phải chi trả một khoản tiền lớn. Hiện tại, vẫn chưa rõ kết quả của các vụ kiện này sẽ ra sao. Tuy nhiên, rõ ràng rằng, Musk đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý nghiêm trọng. Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc gửi thông điệp cân trắng. Thưa quý vị, hôm nay ngày 6 tháng 3, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp ALEPUS US John Fint thực hiện chuyến đi qua eo biển Đài Loan, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo. Thông cáo cho biết, con tàu đi qua vùng biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành kỳ họp kép, còn gọi là lưỡng hội. Trong báo cáo trước đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra phát biểu cứng rắn hơn về vấn đề đảo Đài Loan. Báo cáo khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết thúc đẩy mục tiêu thống nhất Trung Quốc, không còn sử dụng cụm từ thống nhất hòa bình như trong các báo cáo trước đây. Thủ tướng Lý Cường tuyên bố Bắc Kinh sẽ kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai nhằm tạo ra độc lập cho Đài Loan và can thiệp từ bên ngoài. Trung Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng với mức 7,2% trong năm nay căng thẳng ở khu vực đảo Đài Loan liên tục nóng lên trong vài năm gần đây. Ông Lee Minjian, một nhà nghiên cứu về quốc phòng tại Trung Quốc Tế học Raja Nam Singapore cho rằng, dù kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Đài Loan vẫn là ưu tiên lớn trong chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi hôm nay nói rằng, việc Trung Quốc mở rộng nhanh chóng sức mạnh quân sự là mối quan ngại nghiêm trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.